Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần vừa qua, các học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Tăng Nhất A Hàm trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung bài giảng kinh số 9 trong phẩm Tăng Thượng sau đây. Theo kinh văn, Thế Tôn kể về câu chuyện của các vị chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam dạo chơi trong cảnh đẹp ở khu vườn Nang Đà Bà La. Ông Thích Đề Hoàng Nhân thì vui say đắm cảnh đẹp nên thích thú ca ngợi và xem không có nơi nào hơn. Còn vị trời khác thì cho rằng vạn vật là vô thường, mà niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu chỉ có mặt khi ta đạt được tịch diệt niết bàn. Thầy giảng, chư thiên cũng có những tạp khí, thói quen như con người chúng ta. Khi một người còn say mê cảnh đẹp ở thế gian, họ quên rằng đó chỉ là những thú vui nhất thời, không đem lại sự an vui vĩnh viễn. Còn người biết phân biệt chánh lý thì thường luôn quán về sự vô thường, nên trong tâm họ luôn có những niềm vui khác vi diệu hơn. Tiếp đến, vị trời ấy nhắc về pháp bốn bộc lưu, đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Thầy giải thích, dục là trạng thái ham muốn, bộc lưu là dòng thác mạnh. Đây là dòng ham muốn như dòng thác chảy xiết, nhấn chìm chúng ta trong sinh tử. Do vậy, Thế Tôn nói, nếu chúng sanh chìm trong những dòng lũ này thì trọn đời chẳng đắc đạo. Dục bộc lưu là năm dục. Khi năm giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh rồi sinh khởi ra năm thức. Khi mắt thấy sắc thì khởi thức tưởng của mắt, hay còn gọi là nhãn thức xuất hiện, thì ái nhiễm sẽ sinh ra. Nếu ái thuận ý thì sinh tâm chìm đắm, còn nếu nghịch lòng thì sinh sân hận. Thầy khuyên chúng ta phải vượt qua hai trạng thái ái nhiễm này thì sẽ không còn lầm đường lạc lối trong vòng sinh tử trầm luân. Về hữu bộc lưu là ba hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Thầy giảng rằng, chúng sanh do sự chấp trước của tự ngã từ nhiều đời, phát triển kiên cố lâu ngày tạo thành kiền đạt phước. Chúng sanh tùy theo hành nghiệp của mình đã tạo, nên cứ liên tục tái sanh lên xuống trong ba cõi, sáu đường mà không thể nào ra khỏi được. Nói đến kiến bộc lưu, tức là tà kiến biện thông, luôn chấp vào tri kiến hiểu biết của thế gian pháp. Nếu chúng ta chấp về sự hiểu biết của mình để truy tuyền về thủy thổ của loài người, về những đấng xuất thế, thì sẽ sinh ra nhiều vọng tưởng điên đảo, không có lợi ích gì cho sự giải thoát. Bởi vì đây là những cảnh giới ngoài trí năng và tư duy của con người. Chúng ta hãy dành thời gian tu tập, một khi tâm ta đạt đến vãng vị thánh hay niết bàn tĩnh lặng thì tất cả nguồn tri thức này sẽ hiện rõ trong tâm. Sau cùng, vô minh bộc lưu là do không có đủ trí tuệ, biết rõ chân tướng của hiện tượng, không tin vào sự chỉ dạy của người khác, không tư duy quán sát, tâm luôn bị chìm đắm trong sự tham dục, sân nhuế, thụy miên, trạo cử và nghi. Đây là năm triền cái làm che mất trí tuệ sáng suốt và ngăn chặn sự giải thoát. Thầy nói, chúng ta nên khởi tâm sám hối để loại bỏ những tâm vô minh này, nếu không thì sẽ bị đọa vào các đường xấu ác. Bấy giờ vị trời ấy đến chỗ Thế Tôn và tán thán Như Lai đã nói bốn dòng lũ này. Nếu phàm phu mà không nghe được bốn dòng lũ này thì chẳng được bốn an lạc. Đó là lạc do an chỉ, lạc chánh giác, lạc của sa môn, lạc niết bàn. Thầy giải thích, lạc do an chỉ là dừng trú trong tâm ở trong pháp môn tu tập, giúp cho tâm an trú và đình chỉ sự vận động. Lạc chánh giác
là nhờ hiểu biết chân chánh và giác ngộ, thấy được chân tướng của vạn vật là vô thường, đến lạc của sa môn, tức là lạc của con đường hướng tới sự thanh tịnh, còn về lạc của niết bàn là tuyệt diệu nhất. Các loại vọng tưởng và các hành đều ngừng lại hết, cho nên tâm ở trong sự lạc trú. Bởi vậy, Thế Tôn dạy rằng, nếu không biết được bốn dòng lũ này, thì không biết được bốn an lạc này. Đây là một định luật tất yếu và cũng là lời ứng chứng của Như Lai. Nó như là một dấu ấn và trở thành kinh điển. Thầy nói, vị chư thiên này vừa cách trí, vừa cách phước, mặc dù cũng đi xem cảnh đẹp của trời, nhưng nếu ai nhắc đến chân lý thì lập tức giác ngộ và đi tìm cho mình một vị đạo sư để học hỏi. Còn chúng ta, bởi không nhận thức được bốn dòng lũ đó, nên chúng ta còn mê lầm lấy khổ làm vui, hay mê lầm pháp khổ mà cho là pháp vui. Sau đó Thế Tôn tuần tự nói về mục đích của sự bố thí là từ bỏ sự tham đắm, bỏng sẻn ở trong tâm, để tập trung phát khởi lòng từ bi thương xót chúng sanh. Về giới là luận bàn về những người có nhân cách hoàn hảo, nói về những điều thiện, tốt đẹp để có được nhân phước sanh thiên. Tiếp đến, dục là tưởng bất tịnh, không phải là hạnh phúc mà toàn là bất tịnh. Còn nói về hữu lậu là khiến cho chúng sanh chết đây sanh kia, trôi lăn trong khổ não, là tai họa lớn, tức không có gì khổ đau bằng sanh lão bệnh tử. Chỉ có xuất gia mới là con đường thực sự thành tựu được an vui. Khi đó, vị trời ấy phát tâm hoan hỷ, tư duy pháp này, sạch các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, đó là được đôi mắt phát trong sáng, không có gì làm hoen ố tri kiến của vị trời này nữa. Phật tử chúng ta ngày nay cũng đang hướng tâm làm cho đời sống của mình ngày càng thăng hoa thêm. Thầy khuyên chúng ta hãy tinh tấn học Phật Pháp để mở mang thêm kiến thức và thường xuyên hành trì để có được sự trải nghiệm thật mầu nhiệm này bằng chính nội tâm của mình. Kính thưa quý vị, Thầy Giám Viện muốn chúng ta biết tự học kinh điển, vận dụng những khả năng suy nghĩ và tự trình bày giáo nghĩa đến bạn đồng tu, rồi qua đó giúp nhau tu tập theo chánh pháp. Vì thế, Thầy Giám Viện đã thiết lập chương trình thảo luận Phật Pháp vào 5 giờ 30 chiều thứ Tư và 6 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần. Kính mong quý vị tham gia tích cực với phương thức giáo dục này. Tất cả các câu hỏi, thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp cũng như muốn tham gia trực tiếp vào chương trình thảo luận, xin quý vị email về thaoluanphatpap@gmail.com. Trân trọng kính mời quý khán thính giả hãy đón xem chương trình Dạy và Học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp cao đẳng Học Kinh Tăng Nhất A Hàm do Thượng Tọa Thích Huyền Châu giảng trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15. Quý vị cũng có thể nghe qua YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 Live và Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.